Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 23 tháng 3 buổi trưa. Hôm nay là bên mình đến sân thi Võ Quang quận Tân Bình để hỗ trợ cho các bạn học viên hôm nay thi sát hạch bằng lái xe máy hạng A1. Một chút dặn dò cho các bạn xem để chuẩn bị thi. Thì đầu tiên để đi thi các bạn phải mang theo là căn cước công dân bản gốc, khẩu trang y tế, một cái viết mực xanh, mặc quần dài. Đối với trường hợp anh chị nào có bằng ô tô bản gốc thì ô tô để được miễn thi lý thuyết thì mình phải mang theo bản gốc luôn nha anh chị. Rồi nội dung của mình là hỗ trợ như thế nào. Thì đầu tiên là mình sẽ tập trung các bạn lúc 10 giờ 30 phút, sau đó là mình sẽ điểm danh và tiến hành tới tập xe. Tập xe xong rồi thì mình sẽ thi thử lý thuyết trên máy tính. Thi thử lý thuyết trên máy tính xong mình sẽ vô phòng số 9 ở bên kia để chúng ta khai biên bản thi sát hạch tổng hợp. Mình sẽ có biên bản và hỗ trợ cho các bạn để hướng dẫn cho nó dễ. Sau đó là mình sẽ đợi kêu tên thi. Mỗi lần thi như vậy thì 30 người. Thì từ cái phòng số 9 bên kia, thì khi đọc tên 30 bạn, mình sẽ di chuyển đến cái phòng lý thuyết ngay chỗ cái tủ sắt, chỗ cái anh đó đứng nè. Đó. Thì lý thuyết đạt xong mình sẽ ra ngoài bộ bên trái, mình ra đây để thi cần luôn ở sân số 2 nha. Còn mình đang tập tại ở sân số 1. Hai sân giống hệt nhau và xe nó cũng giống nhau luôn. Và sân số 2 nó sẽ dễ chạy hơn sân số 1 nha các bạn. Bạn mà tập sân số 1 ok rồi thì sân số 2 nó không vấn đề cả. Rồi tiếp theo á, thì về nội dung thực hành thì đầu tiên các bạn sẽ phải thi đậu lý thuyết trước. Thì về phần lý thuyết á, thì chúng ta sẽ thi đậu rồi thi thực hành. Thực hành thì 4 bài thi. Số 8 đường thẳng quanh co gồ ghề, 80 điểm là đậu. Nếu bánh xe mà cán vạch dù bánh trước hay bánh sau, cán vạch thì trừ một lần là 5 điểm. Cắm chân xuống đất trừ là 5 điểm một lần. Ngoài ra còn ba lỗi trực tiếp, design hình ngã xe, cả hai bánh xe nằm bên ngoài hình nha các bạn. Về kỹ thuật một chút thì khi mình thi á, thì các bạn nên gài số 3 để làm hết bài thi của mình. Số 3 là cái số nó sẽ giúp cho các bạn điều phối ga nó ổn định nhất, không quá yếu mà không quá mạnh, nó dễ chạy nhất. Về cái vị trí xuất phát, các bạn phải đậu, bắt buộc phải đậu trước cái vạch xuất phát này. Và mình sẽ đậu sát bên trái một tí để mình tạo lợi thế khi mình vô hình. Lúc xuất phát kéo mạnh ga lên, bắt đầu lấy sát bên trái đánh nhẹ nhàng qua, và sau đó là đánh lái liên tục. Chỗ này mình có thể giảm hết ga lại để xuống dốc thả trớn, nếu không có thể trôi ra ngoài và bị cán bánh đầu. Ở đây vừa lên dốc thì mình sẽ đánh lái đều và giảm ga chỗ này lại, tiếp tục đánh lái liên tục để tạo hình vòng cung. Rồi ngay cái đoạn này có thể giảm ga nhẹ lại để mình tách cho cái cua này, sau đó mình canh sát bên trái và đánh phải. Rồi sau đó các bạn sẽ chạy bài số 2, bài số 3, bài số 4. Chú ý bài số 4 các bạn nhớ cái gồ ghề đó, nó rất là cao, nó 5 cm lận, đó là đúng quy chuẩn của thi sát hạch là cao 5 cm. Cho nên các bạn nữ mà tay lái hơi yếu thì các bạn kéo ga vừa đủ qua thôi, đừng có kéo quá mạnh, mạnh quá là nó sẽ bị văng cái lái ra, có khả năng ngã xe. Cho nên là cẩn thận cái đó. Hết cái gồ cuối cùng là kết thúc bài thi của mình, số điểm có luôn trên đồng hồ chấm điểm, các bạn sẽ biết mình đậu hay mình rớt nha các bạn. Khi thi xong rồi các bạn sẽ vô cái phòng kiến chỗ này ở ngoài sau đó đó, và sau cửa phòng kiến nó có cái chỗ ký tên vô xong rồi về nha, lấy bằng sau 20 ngày làm việc. Thì bạn nào muốn đăng ký thi bên mình thì có thể liên hệ với mình để được tư vấn nha. Hiện giờ lịch thi mình đang tuyển cũng có rất là nhiều lịch thi để mình thi. Thì tổng phí là 760.000, không phát sinh bất cứ gì thêm, đã bao gồm phí khám sức khỏe rồi, đăng ký cho căn cước công dân thôi. Tuấn sẽ có hai cơ sở, một ở quận 10, hai ở Gò Vấp cho các bạn nha. Bạn nào gần ở đâu đăng ký ở đó, thì tất cả các bạn đều là sẽ được hướng dẫn và dạy bởi các thầy của trung tâm, trong đó có Tuấn. Thì về cái phần hôm nay thì 130 học viên, chúc các bạn học viên thi đậu hết nha, ai cũng thi tốt hết, 25/25, 100/100 nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã tin tưởng và đồng hành cùng trung tâm. Xin chào và hẹn gặp lại.